con này nó cắt cánh thẳng luôn, các bạn dễ nhìn hơn. Đây, kiến chúa này. Con kiến mà còn cánh mà nó chịu đẻ thì trên 60% nó cũng có rồi luôn. Có ấu, ta ấu. Đồng ý mấy bạn có ý tốt đó, nhưng mà lợi bất cập hại. Ừ. Mấy bạn đang động đó. Nó nếu mà cái loài mà nó nhạy cảm nha, có khả năng ăn trứng của nó luôn. Mấy bạn mà động tác động mạnh hơn nữa, hoặc là nặng hơn nữa, hoặc là tác động nhiều hơn nữa, nó chết, nó stress rồi nó chết luôn. Ừ. Tự nhiên có giống như là có kẻ lạ xâm nhập vô địa bàn đó, nó sẽ bị stress. Con này mọi người nhìn chắc là biết con gì nha. Ồ, nó ở trong ống. Đây, rồi mình đổi cái chỗ này thành chỗ săn mồi. Nó vẫn ở trong ống. Ừ. Tại vì trong đây vẫn còn ấm. Thế thôi. Ừ. Mày cứ ở động đó làm chi. Ừ. Với em cũng không dám động nữa, con này mười mấy triệu. Trời ơi, giữ vậy chút xíu xìu kìa các bạn. Hello, mình là Nam Ngôn. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, mình vẫn đang ở bên cái shop Tăng Kiến Việt Nam của bạn Nhất Nhật Nguyễn. Thì tiếp theo cái video ngày hôm qua thì cái video này chúng ta sẽ được bạn Nhật hướng dẫn cho chúng ta cái bước đầu tiên để mà vào chơi kiến, coi như là build cái tổ kiến từ cái bước đầu tiên luôn. Có nghĩa là từ những bạn kiến chúa mà nuôi trong ống nghiệm, bắt đầu từ một con kiến chúa thôi và sẽ sản sinh ra nhiều kiến thợ, quật cơ rồi nọ và hình thành nên cái tổ kiến lớn ha. Rồi bạn Nhật thì đang chuẩn bị hàng, quay sơ sơ không, đang chuẩn bị hàng hoặc là đang chuẩn bị cái gì đó để lát nói chuyện, quay sơ sơ cho các bạn coi cái shop của bạn Nhật và cái shop Tăng Kiến Việt Nam. Đây là cái Tăng Kiến Việt Nam ở cơ sở của cô Nhật Nguyễn sản xuất luôn ha. Rất là nhiều mẫu đẹp từ lớn tới nhỏ. Ở dưới đây có những bạn kiến này đang chắc đang dưỡng hay gì đó. Còn bên này là khu vực làm tăng ha các bạn ha. Đây là khu vực làm tăng. Đây là nghệ nhân tương lai không á. Hello mấy anh em tặng quà nha, thank you anh em nha. Này trong kia là một cái phòng kỹ thuật để làm tăng luôn nha các bạn. Đây là những cái dịch vụ của Tăng Kiến Việt Nam, có thể cung cấp các loại kiến cảnh, tăng nuôi kiến cảnh nè, thi công bể nuôi kiến lớn theo yêu cầu luôn. Ồ, cái này trước sau thì mình cũng sẽ làm một cái bể lớn theo yêu cầu luôn. Thi công bể riêu bán cạn thủy sinh, các loại bể kết hợp kiến cảnh. À, anh em có thể kết nối ha, ở dưới có thông tin rồi đó. Rất là đa dạng. Và có những cái ở ngoài này cũng có những cái này nữa nè. Em xong chưa? Dạ sắp xong. Ok em đang chuẩn bị đi. Để các bạn có mẫu kiến này, mẫu này thì mình rất là thích luôn, nhưng mà bạn Nhật nói là này, cái đó gì? Đúng hả? Đây thằng kia là cũng làm những cái hang. Đúng rồi, kiến. Cái này tổ hồn này. Đây. Này là từ chắc xi măng đúc ra. Ừ. Có nét ở dưới. Này là các bạn biết làm gì nè. Này là hình như là của cái gì quên rồi. Kim tự tháp. À, cái mặt nét nhưng mà của cái hình dáng kim tự tháp. Ừ. Này liên làm nguyên một cái mảng tường giống như là gạch gạch lóc á. Mà ở trên này có kiến này cũng hấp dẫn lắm. Thì kiến này nếu mà chúng ta nuôi nó tốt, phát triển thành một cái đàn tốt đó các bạn. Thì nãy Nhật cho coi những cái clip mà ở bên nước ngoài á, là người ta dẫn cái dòng kiến cắt lá, người ta dẫn cái ống cho nó đi, cái nét thì nằm trong nhà ha, mà dẫn cái đường ống nó đi ra ngoài vườn luôn. Xong rồi kiến nó cắt lá, nó tha lá vô tổ, đi một quãng đường dài, nhìn mê luôn. Rất là nhiều bể kiến to. Mình thích cái gì nó to to, nhỏ quá ngắm không đã. Này chắc giờ chưa hết nuôi kiến rồi, đất rồi nhiều. Nuôi kiến thì anh em nào mà chưa có biết thì mình chia sẻ thêm chút xíu này là không nhất nuôi kiến thì các bạn nuôi trong cái đất cũng được các bạn, chứ không phải nhất thiết phải làm cái này.
Thì theo như anh em nuôi kiến nói thì nuôi trong cái nền đất á, là nó khỏe hơn đất tự nhiên bên ngoài á. Thì kiến nó đào hang ở dưới, tự nó đẻ ở dưới. Tuy nhiên như vậy thì mình sẽ thấy nguyên một cục đất tới thui, chứ mình không có thấy được ấu hay là không có thấy được kiến nó vận hành, nó di chuyển như thế nào thì nó không có hay, không hấp dẫn, cho nên là mới ra như thế này nhìn cho nó đẹp ha. Chứ còn nuôi mà đổ qua lớp đất dày lên rồi thả kiến chổng nuôi thì theo các bạn nói là kiến nó sẽ khỏe, khỏe hơn. Tuy nhiên là không có thấy được cái hoạt động của nó. Hello anh em nha. Đây là những cái phụ kiện đây. Đây gian hàng những sản phẩm có sẵn. Rất là nhiều đồ chơi. Nhỏ xíu luôn. Ok ha. Rồi ok, vô vấn đề chính, vô chủ đề chính nha anh em. Cái gì? Hả? Cái gì? Ừ, giải quyết cho anh đi. Rồi chế được thì thiết kế. Rồi có gì nữa anh gửi ra sao, anh ở trong Sài Gòn mình gửi được ha. Sẵn nói một chút, cái này là nó kiến thì nó không có ngại màu đỏ, nó nói chung là nó ngại ánh sáng. Đúng rồi, nó ngại ánh sáng và cái màu đỏ thì nó khiến cho nó dễ chịu nhất. Đúng rồi, trong các loại ánh sáng này, ánh sáng đỏ là con kiến nó dễ chịu nhất. Ánh sáng đỏ nó dễ chịu nhất, nhưng mà các bạn biết là đúng ra là mình sẽ che kính luôn. Đúng. Nhưng mà che kính đúng luôn rồi, thì mình nhìn không được con kiến, cho nên là mình chọn cái tấm mica màu đỏ để cho mình vừa nhìn được nó mà nó cũng vừa dễ chịu nữa ha. Thôi rồi chưa? Ok. Rồi, hồi nãy mình nói tới vấn đề là bắt đầu một tổ kiến ha. Ok, bắt đầu một tổ kiến. Rồi, giờ okay. Dạ, em sẽ đưa mình. Thường bắt đầu một tổ kiến thì chính xác là bắt đầu từ một cái con kiến chúa. Đó. Giờ mình cứ nói có những loài nó không có kiến chúa thì mình bỏ qua đi hết mà. Đây chỉ là số ít thôi, chủ số thôi. Giờ mình sẽ bắt đầu từ những loài có kiến chúa, thì chắc ở 99% các loài kiến đều có kiến chúa. Thì như cấp trước mình có nói rồi á, thì kiến mình chia thành hai nhóm là fully quadrupedal và semi quadrupedal ha. Thì cái chữ fully, chữ semi này nó nhằm phân biệt cái giai đoạn hình thành tổ kiến. Đó. Đây là một con kiến fully điển hình ha. Đó, bạn nhìn cái form kiến nó sẽ có ba khúc nè, khúc đầu, khúc lưng và khúc bụng ha. Khúc cái con kiến mà fully quadrupedal á là cái khúc lưng nó rất là bự, nó to hơn hẳn luôn ha. Nó to hơn hẳn những cái khúc còn lại đó. Này, mình lấy một con khác cũng tương tự ha. Đây. Cái con này khó nhìn quá, nãy cái con bóc ra đây. Đây con này đi. Con này nó cắt cánh hẳn luôn rồi, mấy bạn dễ nhìn hơn. Đây. Kiến chúa này. Nè, sẵn đây mình có một cái thông tin này để mấy bạn đỡ hiểu nhầm ha. Là thường mình hay nói rằng cái con kiến mà nó cắt cánh rồi là con kiến đã chúa đã phối. Phối tức là đẻ trứng, nó cái trứng đã phối là nó sẽ nở thành kiến thợ thì chắc chắn ha. Còn những mình đang nói đây là cắt cánh, là con kiến cắt cánh tự nhiên á, chứ không phải là do người cắt cánh ha. Do người cắt cánh á. Thì như con này nó cắt cánh tự nhiên rồi nó đẻ trứng thì cái khả năng này là khả năng gần như là chắc chắn nó phối rồi. Nhưng mà đây mình chỉ nói là cái con kiến mà tự nó bay ra ngoài rồi nó phối xong tự nó cắt cánh, còn cái con kiến mà mình ép nó ở trong tổ lâu ngày nó vẫn có trường hợp ép ở nó vẫn tự cắt cánh, nhưng mà cái trường hợp đó là vẫn là không chất lượng. Nên cái này cái kiến thì gần như không có một cái gì tuyệt đối hết. Đó. Rồi thứ hai nữa, như mình nói với bạn nè, lúc nãy có ống này đó, con kiến này nó còn cánh ha, nó còn cánh luôn. Con này như con này còn một bên cánh hà thì khả năng là nó phối rồi cũng cao, nhưng mà có những con là còn cả hai cánh luôn đó. Như con này còn cả hai cánh luôn nè thì nó vẫn đẻ trứng. Thì một số nhiều cái thông tin ghi rằng là con kiến còn cánh là kiến chưa phối. Đồng ý về mặt lý thuyết là vậy, nhưng mà thật sự những loại khác mình không biết nha, nhưng mà với combo iri này thì con kiến mà còn cánh mà nó chịu đẻ thì trên 60% nó cũng phối rồi luôn. Đó. Về mặt lý thuyết mấy bạn nói con kiến chưa cắt cánh là nó chưa phối, là đẻ ra trứng nó chỉ nở thành con kiến đực chứ không phải con kiến thợ. Nhưng mà theo thực tế mình là con kiến bắt ở ngoài tự nhiên mà trong cái đêm mà nó bay để tìm bạn tình nó phối đó, thì kể cả vô ống rồi nó không cắt cánh nhưng mà nó chưa đẻ thì cái ống này trên 60% vẫn chất lượng. Đó. Không có gì tuyệt đối cả.
để mấy bạn đỡ cái hiểu lầm là kiến chưa cắt cánh là không đẻ, hoặc kiến chưa cánh là chưa phối. Cái này không chắc chắn đâu các bạn, nó rất là tương đối. Tương đối thôi chứ không phải, có nghĩa là không có quy chụp vô là đúng chưa cắt cánh là không là chưa phối. Chính xác là vậy ha. Thì mình không biết cái loài khác sao, nhưng mà riêng với loài Cambo Iri này ha, mình rất là nhiều rồi, cả chắc trên 500 ống rồi. Là Cambo Barriers cũng vậy. Ân ơi, hay là ra trước làm gì mà anh được không ha. Rồi giờ mình trở lại cái vấn đề là full mi với semi ha mấy bạn. Nè, nãy mình có nói cái con fully crotcho á, thì cái ở đây không có con semi nào để cho dễ nhìn hết ta. Anh đợi em chút xíu để em lấy một con semi ra. Chắc là lấy con tiêu bản quá. Có ấu, ăn tha ấu. Phần này để nước nha các bạn. Nước sẽ thấm vào mấy con gòn này, cung cấp cái độ ẩm cũng như là nó uống nước ở đây. Thì trong giai đoạn này nó không cần ăn ha. Và chất đầy nhóc ở đây luôn. À được rồi, chồng mộ ha. Đây, ví dụ đây là con semi-crotcho ha. Thì trong đây là cũng con kiến chúa. Mà anh nhìn thấy nó xem nhau. Xem nhau, không có sự khác biệt. Không có sự khác biệt. À, dĩ nhiên cách phân biệt cũng là như em nói là cái phần lưng nó sẽ bự hơn. Bự hơn cái phần phần lưng của những con còn lại. Nhưng cái mà khúc bự, giữa đó ha. Đúng rồi, nhưng mà nó không bự hơn nhiều. Không bự hơn rõ rệt như con này. Phải nhìn kỹ mới phải phân biệt được. Phải nhìn kỹ. Đó. Thứ nhất là cái lưng nó bự hơn. Và thứ hai là trên cái lưng nó có cái sẹo cánh. Hầu hết các loài thì kiến chúa nó sẽ có cánh. Thì khi mà nó cắt cánh rồi thì nó sẽ còn để lại cái sẹo, thì mình thấy giống như tự nhiên có một cái gồ gồ hay một cái dấu gì đó, hay gọi là sẹo cánh. Và sẵn đây là nói thêm là kiến nó rất là đa dạng, có những loài kiến chúa lại không có cánh luôn. Nó nên mà phân biệt bằng cái sẹo cánh thì cũng thua luôn. Phải kết hết nhiều yếu tố. Quá trời nhiều yếu tố. Quá nhiều yếu tố. Này giờ anh nhìn đây là cũng có một cái trứng non nè đang đẻ ha. Đó. Đó. Thì giờ con này là con semi quattro. Thì phân biệt giữa con semi với con fully là vậy. Cái con fully là cái phần giữa nó rất là bự. Nhìn nó khác hẳn với những con kiến thợ khác. Đó. Còn con semi nhìn con thợ với con chúa nhìn y chang. Để em kiếm một cái ống fully để chút xíu. Cái ống fully. Ống fully ít kiến. Barriers ở đâu đây? Ở đây. Barriers một cái. Muốn làm cái chủ shop kiến cũng không có dễ nha các bạn, mình thấy tùm lum thứ luôn. đây. Cái ống này nó hơi phức tạp. Hơi nhìn không rõ nè. Nhưng mà rõ ràng nhìn thấy cái con fully ha, mấy con chúa nó bự hơn hẳn luôn. Đúng rồi. Đó, con semi. Hai kích thước rõ ràng. Còn con semi là nó như nhau. Nhìn rất là khó phân biệt. Đó. À. Thì tạm thời mình hay mình chia là cái kiểu này, cái nhóm mà cái con kiến chúa nó khác biệt hẳn, nó bự hơn hẳn ha. Cái khúc nó bự hơn hẳn kiến thợ, rồi cái phần ngực của nó, cái phần lưng của nó cũng bự hơn hẳn những con còn lại, thì mình gọi là nhóm fully. Còn cái nhóm còn lại mình gọi là nhóm semi. Đó, rồi bây giờ mình mới đi vô sâu cái vấn đề semi với fully ha. Thì giờ ở đây cái con này là cái con fully nè. Đó. Thì cái con fully á, trong cái giai đoạn mà hình thành tổ kiến này nè, là suốt từ lúc nó mới đẻ đến lúc mà lên kiến thợ là về lý thuyết là không cần cho ăn luôn. Không cần để yên nó một chỗ. À, thì vẫn có những người nuôi người ta vẫn có cho ăn, nhưng mà chỉ cho ăn nước đường thôi. Và khuyến cáo là chỉ cho ăn một lần đầu tiên trước khi vô ống. Tức là trước khi mà cho nó vô bế quan, cho ăn bữa no và bỏ thôi. Tại vì trong giai đoạn này con kiến rất là stress. Rất là dễ bị stress. Như mình đang lấy ra mình động gì nè, là nó đang làm ảnh hưởng xấu đến nó đó. Cho nên khi mà mấy bạn lấy ra mấy bạn cho ăn, đồng ý mấy bạn có ý tốt đó, nhưng mà lỡ bất cập hại, mấy bạn đang động nó. Nó nếu mà cái loài mà nó nhạy cảm nha, loài nó nhạy cảm có khả năng ăn trứng của nó luôn. Ăn trứng của nó luôn, hoặc là mấy bà mà động tác động mạnh hơn nữa, hoặc là nặng hơn nữa, hoặc là tác động nhiều hơn nữa, nó chết, nó stress rồi nó chết luôn. Cho nên là trong giai đoạn này con kiến fully không cần cho ăn, nó vẫn đủ sức, đủ khả năng chống chọi trong cái giai đoạn này. Còn con semi thì nó không, semi thì tầm khoảng mình thì thường tầm khoảng 5 ngày mình cho ăn lần, buộc phải cho ăn, tại vì không cho ăn nó không đủ sức vượt qua giai đoạn này. Đó, con semi thì nó vậy. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ nói là tại sao nó lại khác biệt vậy. Thật ra thì nhìn vô cấu hình nó mình biết hết trơn.
trong cái con kiến á, cái con fully á, thì khi mà cắt cánh xong rồi á, thì giờ nó xin lỗi đây mình nói lại từ đầu ha, thì cái con kiến tại sao nó cần cánh, con kiến chúa tại sao cần cánh, nó cần cánh để nó bay đi đi tìm mà con đực giao phối, để cho cái quá trình tìm con đực dễ hơn. Rồi thứ hai ý nghĩa phân bố rồi, tức là nó có khả năng lan tỏa cái đàn của nó xa hơn, nó nên nó cần có cái cánh nha. Thì khi mà nó phối rồi thì nó bước sang giai đoạn mà nó đẻ, thì lúc này đâu cần, không có nhu cầu nữa, đúng rồi, nên nó cắt bỏ cái cánh nó luôn nha. Thì lúc này cái cơ cánh của nó, cơ cánh rất là khỏe của nó, đâu cần dùng gì nữa đâu. Thì chính cái phần năng lượng trong cơ cánh đó sẽ là cái nguồn năng lượng dự trữ để nó vượt qua cái giai đoạn lỗ này. Thì bởi vì cái con fully, cái cơ cánh, cái lưng nó bự, tức là cái nguồn dự trữ dinh dưỡng nó nhiều, nó đủ vượt qua cái giai đoạn này. Còn mấy anh này, anh cũng có cánh đó, nhưng mà giờ không, cánh không bự, lưng không bự, thì coi như nguồn dự trữ không nhiều, cho nên là không đủ. Buộc phải cho ăn. Hay không bạn, thiên nhiên quá hay luôn. Thật ra nó logic ở về mặt logic đó. Thì nếu khi mình hiểu rồi thì mình sẽ phân biệt con fully semi rất là dễ. Nó chỉ vậy thôi chứ nó không có gì quá hay luôn. Nó thì hầu hết mấy sau này các bạn mà thấy cái con nào mà cái lưng nó bự, cánh bự thì cứ thấy 90%, 95% là fully. Còn muốn cho ăn thì lên tra cứu tìm hiểu các kiểu. Thì semi với fully là vậy. Rồi, và tiếp theo cái vấn đề là bởi vì cái tập tính nó như vậy nên khi làm cái ống dưỡng khuyên cho semi với fully mình cần chú ý. Con fully thì cứ dễ rồi, quăng chỗ. Còn semi thì như nãy mình nói là phải kết nối với một cái gì đó để cho nó ăn. Nó, giờ ví dụ cái ống này nè, bạn rút ra, bạn để thức ăn vô cũng được. Như này, nhưng mà tiếp trước mình nói rồi, để thức ăn vô đây đủ thứ chuyện nha, động nó. Mà bọn semi á nha, bọn semi khó chịu mà fully rất nhiều. Động nó là ăn trứng, động nó ăn trứng. Đã khó chịu rồi mà còn phải cho ăn nữa. Nên vấn đề nuôi semi là có được một cái súp nhỏ mình nói vô, cái tỷ lệ thành công rất là cao. Còn mà cho ăn trực tiếp trong đây là tỷ lệ thất bại cao. Đó, vậy thôi. Đây nè anh em, cái mà Nhật vừa mới nói cho anh em mà không có theo dõi chính là cái này ha. Thì chúng ta sẽ không có bỏ đồ ăn trực tiếp vô cái ống này như vậy. Thì nó sẽ thứ nhất là nó dơ nè, ăn không hết rồi này nọ, nó phát sinh đủ thứ vấn đề hết trơn á, và nó động tới nó bị stress nữa. Đó, thì chúng ta sẽ tích hợp nó vô đây. Có cái chỗ này để chúng ta tích hợp vô. Về mặt cơ bản là mình phải lắp cái ống này vô một cái vật chứa gì đó, rồi mình cho mồi vô đây. Rồi tự con kiến nó ra đây tìm mồi. Tự con kiến ra đây tìm mồi, vậy thôi. Có nghĩa là mình bỏ đồ ăn vô đây thôi, con kiến tự nó ra nó tìm mồi. Sẽ ok hơn là chúng ta mở ra xong rồi chúng ta nhét cái đồ ăn vô, thì tự nhiên có giống như là có kẻ lạ xâm nhập vô địa bàn đó, nó sẽ bị stress. Nói chung thì bạn vẫn có thể làm gì được, nhưng mà nó rủi ro cao hơn. Ai thích chơi, ai thích trải nghiệm, ai thích thử thì có thể. Anh đợi cái alo. Mình rất là thích tìm hiểu cặn kẽ một vấn đề mà được hiểu rõ nó logic như vậy hết, nhưng mà chỉ có cái một cái phần á, cái phần rất là thích luôn, giống như mình được vừa nghe giải thích là cái cấu hình, cái cấu hình của con fully và con semi tại sao nó lại như vậy, tới giai đoạn nào nó sẽ thay đổi như thế nào, thì rất là thích. Anh nhìn được cái nào mà nó màu trắng đó, rất là thích luôn, hiểu cặn kẽ vấn đề luôn, rất là hay. Chứ còn nhiều khi chúng ta không có hiểu cặn kẽ vấn đề, chúng ta chỉ nghe người này người kia nói thì chúng ta cứ làm theo, đâm ra là nhiều khi nó sai bét bè bè, nó cứ đó đó. Này nọ. Còn bây giờ mình được giải thích rất là rõ, rất là dễ hiểu. Ủa cái file này em gửi nhiều thứ lắm hả ta? Cái này ví dụ như cái ống này đang nuôi đúng không? Sẽ có cái bộ tứ này. Em gửi 2-3 cục. Chỉ cắt quy ra 4.5 ly đen thôi nha. 4.5 ly đen thôi. Rồi bỏ đồ ăn vô đây. Rồi cái tự nó bò ra nó ăn. Đúng rồi. Ta sẽ có cái nắp. Rồi cái cắt sâu, còn lại là cắt đứt. Hello anh em nha, anh em có câu hỏi gì comment bên dưới, có gì mình hỏi trả lời nha. Như đàn này, đàn Akan này thì nó cũng lớn rồi, thì nó lớn rồi. Nhưng mà nãy mình nói, ví dụ như cái dòng nào mà nó chậm chạp, nó không ấy thì mình gỡ ra được. Còn cái dòng nào mới lên được 3-4 con thợ rồi, như nãy em có cái ống đầu tiên nó chạy lộn xộn lăng xăng chứ. Nó mình dỡ ra cái nó chạy ra liền. Còn như cái con Akan này nó chậm chạp được nè, mình còn thao tác được. Mấy con nó lành quá, rồi, nhào liền. Dạ, nó nhào liền nên mình phải... khi đã lên thợ rồi cũng phải có một cái gì đó kết nối vô. Đó. Rồi tiếp mình trở lại vấn đề dưỡng khuyên này ha. Ví dụ như nãy em đã nói là dưỡng con fully á thì mình chỉ cần cái ống là đủ. Còn con semi, ví dụ đây có một con semi nè, con này mọi người nhìn chắc là biết con gì nha,
một con Bunan ha. Bunan. Đó, thì Bunan thì chắc chắn nó cũng là semi rồi ha các bạn. Nó nên mình phải cần có một cái tổ và một cái hour để nó ra đây tìm mồi, cho ăn trong đây. Ha. Nó thì cứ con semi thì phải có hai phần, phần tổ với phần hour tìm mồi. Còn con Fully thì một cái thôi. Anh cho anh mượn cái đèn pin. Này các bạn, đây là con Bun. Bun Úc á. Này em đang giữ con Win ở đây. Con này em giữ cũng cỡ 5-6 ngày rồi. Có một con khác thì của khách nó đẻ được 6 trứng rồi. 6 trứng rồi. Con của em thì chưa đẻ. Con của khách cũng y chang vậy luôn. Nè, con của khách nó gửi hình, nó feedback cho em là nhìn đây mà mình nghĩ không ấy được. À, khách em về tự nuôi rồi nó lên được 6 trứng rồi hả? Đúng rồi. Lý, ha. Khách lên 6 trứng rồi em chưa lên. Trong khi là kiến như nhau tăng rồi căn của em hết. Cay gì được. nó vẫn ăn nè, anh nhìn nè, nó vẫn ăn đều rồi, nó ăn đều nè, nó ăn xong nó cũng bỏ rác ra dán ở đây, cứ lâu lâu gấp nè anh ha. Nó cạp con dán cũng hết nè, nè mình có quay được cái con dán không? Nó cạp cũng hết con dán luôn, nhưng mà đẻ thì chưa chịu đẻ, tức. Cái con này là cái con mà bữa mình có lên cái clip á các bạn. Như là gì đó, 40 củ đó các bạn. Thì cơ bản chỉ giới thiệu Fully Semi thôi đó. Hoặc là một cái tăng dưỡng Semi khác nữa, thì nó cũng vậy thôi. Cứ đây là phần tổ. Đây là phần ra sân mồi. Nhưng mà con này thì mình dưỡng kiểu khác là vậy. Mình chê cái ống, nó ở trong ống. Đây, nó ở trong ống. Rồi mình đổi cái chỗ này thành chỗ săn mồi. Về bản chất nó như nhau, miễn sao nó đảm bảo được cái nguyên lý là được. Chứ mình không nhất thiết là cái này phải là cái tổ, cái kia phải. Nó vẫn ở trong ống, ra săn mồi bình thường. Có nghĩa là quan trọng là chúng ta hiểu cái nguyên lý nuôi trong ống nghiệm cũng được. Còn nếu mà rồi tích hợp này cho ăn cũng được. Hoặc chúng ta có cái này là đơn giản, còn cầu kỳ chút xíu thì cái này. Nhưng mà cái nguyên lý nó phải là như vậy. Nói chung mình hiểu được thì mình vận dụng linh hoạt. Đừng có nhét trực tiếp vô cái chỗ nào nó không thích. Đúng rồi. Thì từ một con kiến chúa thì khoảng anh nói điều kiện gọi là tốt đi, tương đối đi, thì khoảng bao lâu là bắt đầu nó đẻ cái ấu và nó hình thành cái tổ lên từ từ, rồi tới số lượng bao nhiêu thì chúng ta nên chuyển qua những cái tăng lớn cho bé nó vận động được. Như này anh. Thì nhiều dòng lắm, nhưng mà mình cứ nói điển hình chung chung thôi. Đúng rồi. Thôi. Thì ví dụ một con kiến mà nó ở điều kiện bình thường ngon lành ha. Cho em xin phép em đẩy lại cho. Ok. Thì cho nuôi con mà nhất em, con chúa lâu nhất em nuôi nó từ lúc mà nuôi bắt đầu đẻ thì chắc khoảng 10 ngày. 10 ngày con, à. Cũng con mà đơn giản bình thường để vô ngày trước ngày sau đẻ. Thì coi như mình coi là đo 3 ngày thôi, chúng mình là 3 4 ngày là chắc chắn là thấy có đẻ rồi đó. Thì nó đẻ trứng tầm khoảng 10 đến 15 ngày bắt đầu nó sẽ lên ấu tùy loài. Tại sao mình có cái quãng, có những loài á thì như 2 tháng mấy nó mới nở, còn có loài chưa đầy tháng nở rồi. Thì dĩ nhiên cái quãng sinh trưởng của nó sẽ khác, thì coi như 10 15 ngày sẽ lên ấu. Và từ ấu lên tầm khoảng tháng hoặc là 20 ngày thì bắt đầu nó sẽ lên thành nhộng. Rồi bắt đầu nó khoảng 5 ngày, 10 ngày nó sẽ kéo kén. Rồi kén nó khoảng 10 ngày, mười mấy ngày nữa nó ra thợ. Đó. Thì cái số này em cũng chưa theo dõi chính xác, nhưng mà mình ướm vậy thôi. Đó. Tại vì quá nhiều loài. Với lại chưa kể nha, cùng một loài mà có nhiệt độ khác nhau. Cái quá trình tự trứng nó ở đăng kiến cũng khác. Đó. Cũng giống như mấy con bò sát thôi. Cái nhiệt độ cũng ảnh hưởng tới cái quá trình phát triển đó. Rồi thứ hai, con kiến quá trình phát triển của con nở thành con kiến đực hay là con kiến thợ con bây giờ nó lại khác nhau một chút đỉnh nữa, chứ nó cũng không là một cái số cụ thể. Cái vai trò của con kiến con nó lên, ví dụ như là quật cơ hay là gì đó major đồ này hả? Dạ. Là nó được quy định bởi cái gì? Cái này thì nó từ trong trứng luôn mà. Từ trong trứng. Nó quy định cái vị trí nó từ trong trứng ra. Trứng sao nó vậy luôn.
chứ nó không tác động gì hết, tức là trứng đẻ ra sao là mày chắc chắn là vậy luôn. Nhưng mà cái con kiến chúa nó có, ví dụ như nó có nhìn nhận cái xã hội, cái gia đình của nó đang thiếu có. Cái vị trí này và nó đẻ ra vị trí này không? Có anh, nó sẽ có mấy vấn đề vậy. Ví dụ như đàn kiến của nó mà chắc chắn mà đàn kiến mà mới đẻ này chắc chắn nó sẽ ra thợ rồi. Đúng rồi, tại vì cái con thợ là cái nhân tố xây dựng nên đàn kiến. Chính xác nó là nhân tố xây dựng nên đàn kiến. Con kiến đính nó nhiệm vụ của nó là chủ yếu là bảo vệ, chiến đấu này nọ thôi. Ít, rất là ít cái hoạt động mà chăm sóc đàn kiến. Có tha rác, tha mồi, dọn dẹp thì có, nhưng mà gọi là chăm sóc. Chăm sóc trứng nè, chăm sóc queen nè, và chăm sóc những cái con khác này nọ thì nó không có. Nên chắc chắn là con thợ. Thì cái giai đoạn mà trừ kiến chúa nở ra chắc chắn phải nở là nở đầu tiên kiến thợ. Rồi sẽ đến những cái tuổi, nó sẽ phụ thuộc vào cái tuổi đàn này ha, cái nhu cầu của đàn đó đang có hiện tại và cái mùa trong năm. Ví dụ nha, tới cái mùa sinh sản của kiến, mùa bay á, mùa mà kiến bay thì kiến chúa thì ở Việt Nam nó rơi vào tầm tháng 4 đến tháng 8. Thì ví dụ tháng 4 bay đi ha. Thì cho là trung bình 2 tháng là kiến nở, thì bắt đầu tầm tháng 1, tháng 2, tháng 11, tháng 12, tháng 12 thì tháng 12, tháng 11, tháng 2 là con kiến đẻ nó nở, là trứng nó nở có khả năng là kiến chúa kiến đực. Để bắt đầu từ nở lên là tháng 3, tháng 4 là bắt đầu con kiến nó bay. Đó, thì đó là ví dụ về cái thời gian trong năm mà sẽ nở ra con kiến gì. Còn ví dụ như giờ đã bay xong rồi tới tháng 9 đi. Tháng 9 giờ đẻ ra cái trứng. Thì tháng 11 cái trứng nó nở, mà hết tháng 11 hết tháng 3 rồi thì chắc chắn là cái trứng nó không ăn kiến chúa. Mà là kiến thợ, để kiến thợ bắt đầu để giai đoạn nó thợ nó dưỡng đàn bắt đầu qua năm sau bay lại. Đó là ví dụ về thời điểm trong năm. Và thứ hai là nhu cầu của đàn kiến hiện hành. Ví dụ em nuôi ha, có những đàn gambo nuôi mà ga toàn lớn không gamizer. Ga toàn lớn không gamizer, gamizer rất là ít. Cũng đàn đó loại đó mà nó ra major đều đặn. Kiểu thì như nãy em nói major là con kiến lính. Thì kiến lính nhiệm vụ nó là gì? Săn mồi, chiến đấu này nọ. Thì cái đàn mà cho nó ăn hiền quá, ăn lành quá, gọi là ngồi mát xơi bát á, không làm gì ra kiến thợ nhiều. Còn đàn mà gây cấn mồi đồ thiếu thốn đồ này nọ, bự mấy con bự mồi đồ phải tác chiến rồi nè, anh lại có xu hướng ra bây giờ nó. Từ trong cái đàn kiến anh, cái đàn kiến mà anh bắt ngoài tự nhiên về, major rất to, major rất nhiều, major rất bự so với một đàn kiến anh nuôi đấy thôi. Đó là điển hình là nhu cầu của kinh tế của đàn kiến. Tại vì trong tự nhiên tụi nó phải chiến đấu rất là nhiều, còn ở đây ngồi không hưởng. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn tặng miệng, tặng mồm, tặng miệng luôn. Không có training, đúng không rồi, có gì hết trơn á, đưa tặng thì miệng. Nhẹ nhàng quá. Rồi thế gọn, còn một cái nữa là nãy nói mùa rồi. Nhu cầu. Nhu cầu rồi sao nữa ta? Còn một yếu tố hiện tiên quên mất rồi. Ông này nói rất là hay, các bạn thấy, có nghĩa là mình hỏi về, tại vì mình ấn tượng bởi cái xã hội hóa của cái đàn kiến á, nó có cái xã hội, nó có nhiều cái vai trò trong cái xã hội đó. Và mình biết thêm cái thông tin là cái con kiến chúa nó có thể nhận biết được cái xã hội của nó đang thiếu cái gì. Thì mình bỏ qua cái yếu tố về thời tiết, về mùa màng đâu đi, thì cái nhìn nhận của con kiến chúa nó biết là cái đàn của nó đang thiếu cái gì, có cái nhu cầu gì, cái môi trường đây sống gì, và nó sẽ đẻ ra được cái vai trò đó luôn. Thì mình thấy nó rất là thông minh. Rất là hay. Nói chung là nó phải nắm bắt được cái tình hình trong đàn đó. Ví dụ như cũng là chắc cũng là cái vấn đề thứ hai là, ví dụ như mà giờ trong đàn trứng quá nhiều hoặc là thợ quá nhiều là bắt đầu nó cũng sẽ đẻ ra để cho cân bằng lại. Nói chung là con kiến chúa lúc nào cũng tiếp nhận thông tin từ đàn, nhưng mà tương đối vậy thôi, vẫn có những trường hợp ngoại lệ mình không giải thích được. Đúng rồi, vẫn có những trường hợp ngoại lệ không giải thích được, thì mình cần phải chơi lâu hơn, nghiên cứu lâu hơn. Tự nhiên có đàn kiến có mười mấy, hai ba con, 30 con rồi. Chưa phải là tuổi của đàn kiến sinh sản mà nó ra kiến chúa, kiến đực. Có những đàn kiến mà ta nuôi lâu, thiệt lâu, cả trăm con rồi vẫn không ra, và ra rất ít. Đó, thì mình cũng không biết. Đó. Này nó cũng kiến thức ra nó cũng cần cái hữu duyên được. Đúng rồi, hữu duyên, nhưng mà cái nói chung là cái mẫu số chung, cái phần đa số thì nó sẽ như vậy theo quy luật. Còn mấy anh không giống ai thì chịu. Có thể là yếu tố môi trường hoặc là tác động thức ăn hoặc là gì đó mà mình không biết được. Ok. Rồi cái bây giờ mình dưỡng kiến chúa khi mà đầy đủ rồi, lúc mình sang qua cái tầng mới á, mình có lưu ý gì cho bé nó đừng có bị stress hay là thì vẫn những nguyên tắc cũ nè. Đàn kiến á mà nó tự động nó chuyển nó rất là khỏe, còn mà nó bị ép buộc chuyển
chắc chắn nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà thường thì bởi vì chỉ một đàn kiến, đặc biệt là đàn kiến đông, đặc biệt là những loài cứng đầu, thì rất là khó cho những anh em mới, nên hầu hết là ép buộc thôi mà, hoặc là đổ hoặc là gấp. Nhưng mà mình nói luôn á, cái kỹ năng chuyển tổ cho đàn kiến là một kỹ năng cơ bản của người chơi kiến. Bởi vì khi anh chơi nó rồi, anh muốn mày ở đây, mày phải ở, thì mày phải ở đó. Mình phải làm sao để nó đi tới chỗ mình muốn mới gọi là chơi. Đó là kỹ năng cơ bản, nên mấy bạn cố gắng kiên nhẫn với nó, làm cách này cách kia để nâng cao cái kinh nghiệm, cái kỹ năng lên. Còn những gần như là 99% người chơi không có kiên nhẫn này, anh này lâu quá thôi em gấp, anh này lâu quá anh đổ luôn. Thì cái việc đó nó vừa làm không tốt cho con kiến mà vừa không có tích lũy cho mình cái kinh nghiệm. Tự nhiên là sai cơ bản. Nhưng mà thật sự thì cái sai đó rất là nhiều. Em có thể chia sẻ với mọi người biết là sang một cái đàn kiến như thế nào là nó đúng chuẩn không? Thật ra thì cái này, cái kiến thức này thì trên mạng rất là cơ bản hay là rất là nhiều người phổ biến rồi. Thì giờ con kiến rất là bản năng, y chang con người, y chang những con vật khác. Chỗ nào thoải mái hơn cho nó, chỗ nào thích hợp cho nó sẽ tới. Đó là nguyên tắc cơ bản luôn á. Nguyên tắc đầu tiên là anh muốn nó tới chỗ này, anh phải tạo cái điều kiện chỗ này tốt hơn chỗ kia. Dĩ nhiên, đúng không? Đúng phải rồi. Tạo chỗ này tốt hơn chỗ kia. Rồi, cũng cùng nguyên tắc đó mà mình lái lại ngược lại. Ví dụ giờ bạn không có cách nào mà để làm cái chỗ này tốt hơn cái chỗ ở hiện hành, thì giờ mình hay tiêu cực, làm cái chỗ ở hiện hành tệ hơn cái chỗ này. Thì đó là hai nguyên tắc mà đặt ra, nó có là một thôi. Nhưng mà giờ cách một mà làm không được thì làm cách hai. Thì giờ cách ví dụ như giờ đơn giản, giờ nói từ cái ống qua cái tăng, nó hoài nó không qua, làm cái tăng mà làm tốt, tại vì anh đâu biết kiếm muốn gì, nhiều khi anh newbie anh đâu biết làm sao là tốt nhất cho nó. Nên anh làm đại, làm theo hướng dẫn máy móc trên sách. Mà giờ làm hết cách rồi nó không lên thì chịu thôi. Thì giờ còn đơn giản, đem ra nắng, cái phần trổ nè, nắng thấy mẹ vô nóng thì nó phải buộc nó chạy thôi. Đó là nguyên tắc là vậy. Coi như là cái ống nhiều khi mình để cho nó khô đi, nó thiếu ẩm đi, thấy nó coi như mình làm cho nó tệ đi, còn bên này thì nó ẩm tốt, mãi mãi hơn, nó bò qua này. Rất hay nha bạn, mới vừa bỏ túi vô tiền các bạn. nó bỏ túi những cái đơn giản vậy thôi. Còn mấy bạn mà không đủ kiên nhẫn, mấy bạn gấp, mấy bạn đổ là ảnh hưởng đến đàn kiến. Anh cũng có phạm sai lầm đó. Sẽ có hào hụt. Chắc chắn có hào hụt. Mấy bạn mà chịu nó ống đi, gần như có khi nó qua không chết con nào luôn. Không chết nào luôn. Nhưng mà đổ gấp chút là nó chết. Tại vì ngay cái quá trình mà mấy bạn ép buộc, cưỡng chế vậy là thấy đàn kiến nó hoảng hẳn luôn. Thì chắc chắn sẽ có hào hụt. Thì giờ chơi kiến, mình cũng nói mà, chơi kiến là môn chơi kiên nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn luôn. Phải kiên nhẫn mới được. Không có phải là thấy trên mạng rồi mấy anh quay clip đẹp quá, đăng đẹp quá, em muốn vậy rồi phải làm được vậy liền, không được. Bạn làm vậy là bạn đốt cháy giai đoạn, là bạn đóng học phí nhiều. Vậy thôi. Thì gần như là chơi kiến là đơn vị tháng là bạn được, chứ không phải là đơn vị ngày luôn. Có những đàn kiến mà em để thôi, chừng nào qua thì qua, không qua thôi. Thì nếu mà bên đây vẫn ổn thì nó sinh sản sinh dưỡng bên đây luôn. Đến khi nào nó đông đúc, tự nhiên thấy bên đây chật chội, ốc này chật chội quá, mẹ con phải tự quá, không cưỡng ép ai chứ. Đúng không? Cứ để từ từ là tự nhiên, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Okay, là tốt nhất, không có cưỡng cầu. Giống như đơn giản như cái này nè, đúng là ban đầu đó mình làm cái tổ cho nó ở ngon lành đó. Mà nó không qua mà mình đút cái ống này vô, để cái ống này nè, vô nó vẫn ở trong ống. Tại vì trong đây vẫn còn ẩm thì thôi. Mày cứ ở động đó làm chi. Với em cũng không dám động nữa, con này mười mấy triệu. Trời ơi, giữ vậy chút xíu xìu kìa các bạn nè. Con này mấy chị em cũng không dám động nữa. Mười mấy củ. Đồng chi. Thì giờ nó ở đây thoải mái, nó vẫn ăn nè. Anh thấy cho ăn bên đây nó vẫn ăn. Đây mọi nữa nè. Con này con sơ mi nên phải cho ăn trong giai đoạn này. Nó vẫn ăn, nó vẫn ở, vẫn sống, vẫn đẻ trứng, nó bây giờ thành ấu rồi. Lâu rồi không kiểm, bên anh qua em mới mở ra chứ. Đây là tác động xấu đến nó nên em không dễ là coi. Anh có anh em nào đang coi nói tôi khùng, gặp người này dữ con hơn. Này, con này mấy bạn nhìn đây thì không lột rã được hết vẻ đẹp nó đâu. Ra ánh sáng mặt trời giống như cá hoặc con có thì hồng ngoại thì đồ vô thì tím đồ vô nó lên màu. Con này là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Nên wow. Nhìn ở đây nhìn không nổi nó đâu. Nhìn không ra được. Mười mấy củ nha anh em. Quá dữ rồi anh em. Thì đây một ví dụ là không ép buộc nó. Đừng ép buộc nó. Rất là hay. Mình có những cái điều cơ bản thôi các bạn, cơ bản thôi. Thì chúng ta nếu mà chúng ta nắm nó thì nó
nó logic, nó hay, tự suy luận nó ra cũng được. Đúng rồi, suy luận, toàn là suy luận. Còn còn có những khi chúng ta làm mẫu quá thì nó sẽ có bị dễ bị tai nạn ha. Điều này rất là dễ. Anh cứ đè vô hai chữ bản năng, đè vô hai chữ bản năng là suy luận ra hết luôn. Cứ coi như suy từ thiên nhiên nó sẽ như thế nào thì đây vô đây. Có nghĩa là chúng ta nuôi nhốt á, có nghĩa là chúng ta đang cố tạo một cái môi trường gần giống như tự nhiên nhất cho nó thoải mái nhất để cho nó sống, chứ không phải là chúng ta thay đổi tất cả luôn mà chúng ta bắt nó phải làm theo thì chuyện đó khó. Rồi. Khó. Rất là ok luôn. Với em có thể ví dụ như trong quá trình em chơi và em cũng có theo dõi á, thì em cũng sẽ nhận ra rất là nhiều cái sự ngộ nhận cho cái bộ môn này. Dạ. Thì em có thể liệt kê vài cái ngộ nhận cơ bản mà anh em newbie á hay hiểu lầm đồ này nọ thứ để cho các bạn đang coi clip có thể tránh. Dạ. Ví dụ như cái vụ mà đổ với gấp là anh thấy đại đa số luôn. Cái đó thì cũng không phải vấn đề ngộ nhận mà vấn đề là giờ không cách nào khác, người ta lại nóng lòng. Chứ giờ nhiều khi mua đàn chiến mấy trăm ngàn hoặc triệu đối với nhiều người cũng là một khoản mà mua giờ không chơi được gì trơn. Nó cứ lầm lì lì đó, nóng lòng quá nên phải làm vậy. Cũng không trách người mới được. Bây giờ coi như để em nghĩ mấy vấn đề nào ngộ nhận. Một, thứ nhất là vấn đề mà queen cắt cánh nãy ha, là một cái thì nhắc lại thôi, không phải con queen cắt cánh rồi là đã phối, và không phải con queen chưa cắt cánh là chưa phối. Nên đừng ngộ nhận vậy này. Chuyện này, cái này là không ai kiểm chứng được, gọi là hành xui. Nên cái vấn đề mà mua kiến, mua queen đã cắt cánh hay là queen chưa cắt cánh, hay là mua phải con queen cắt cánh rồi mà để chứng, thì cái này chỉ có tìm nơi uy tín mua thôi, chứ không ai kiểm chứng được chuyện đó. Không ai kiểm chứng được chuyện đó. Đó. Rồi cái ngộ nhận thứ hai nữa là ngày thường xuyên nhất ở mấy bạn luôn nè, đó là độ ẩm. Có thể nói là thật sự thì tất cả các tài liệu các phương tiện chia sẻ trên mạng nữa, khi nói về cái tăng kiến, cái tổ kiến thì rất là nhấn mạnh độ ẩm. Cái này hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác. Bởi vì với kiến mà không có độ ẩm, là hầu hết các dòng kiến không có độ ẩm là coi như là nó trứng của nó sẽ bị hỏng, nó không ở không có sinh trưởng được, sinh sản được. Nó nên phải lưu ý cái này trong cái tăng kiến là phải có cái cơ chế, cái hệ thống tạo độ ẩm, cấp ẩm. Nhưng mà cũng chính vì cái vấn đề này, ở đâu đọc tới tài liệu kiến nào cũng được cấp ẩm ẩm ẩm, nên người đọc bị bao vây bởi cái thông tin về ẩm, nên người ta bị ám ảnh luôn. Nên đối với người ta, nên người ta bị ngộ nhận là càng ẩm càng tốt. Phải ẩm mới được. Nó bị ngộ nhận. Thật sự thì cái kiến này nó, cái phong trào nó mạnh, bắt nguồn khởi điểm xây dựng bởi những anh bên Âu Mỹ ha. Thì mấy anh bên đó thì xứ của người ta xứ ôn đới, cái độ ẩm không khí nó không cao bằng xứ nhiệt đới của mình. Nên người ta phải bổ sung thêm vô phổi. Còn mình là xứ nhiệt đới, mưa rất nhiều, độ ẩm không khí rất cao đó. Nên có rất nhiều cái dòng kiến mà nó không có yêu cầu độ ẩm quá cao, thì cái độ ẩm không khí bình thường của Việt Nam mình đã đáp ứng được rồi. Đã đáp ứng được rồi. Thậm chí là có những dòng mà đưa ẩm vô có khi nó còn chê. Mà mấy bạn biết là cái ẩm á, đúng là nó có lợi cho trứng kiến, nhưng mà trong cái môi trường nuôi nhốt này nè, cái này cái hạn chế nha, thức ăn thừa nè, vật liệu tổ nè, đủ thứ các kiểu gác ẩm, mà cái chất hữu cơ mà gặp ẩm là bị gì mấy bạn biết rồi đó. Nên không phải ẩm là nhiều ẩm dư là tốt đâu mấy bạn. Các bạn, mình người bán tăng, cứ bạn nào anh ơi tăng này ẩm, em muốn ẩm thiệt là nhiều, không phải vậy đâu. Nên mấy bạn đừng có ngộ nhận ẩm không phải là cái gì đó thần thánh để nuôi kiến đâu. Đơn giản như ở đây nãy video tiếp trước mình có nói anh Nam, ủa anh Nam rồi đó, ở đây hẳn ba đàn kiến lớn không cấp ẩm luôn. Không cấp ẩm luôn, chỉ để nước cho tụi nó uống nước thôi, trong tăng không cấp ẩm luôn, vẫn sống vẫn khỏe bình thường mấy tháng nay. Tức là độ ẩm không khí Việt Nam đã cao rồi, thì đó những loài mà nó không yêu cầu quá cao, cứ thoải mái vô tư. Và điển hình mình nói những loài mà Carbonotus irrita nè, Carbonotus varius nè, Carbonotus fashion coin nè, Nicobiensis nè, mấy con này ẩm không cần cao ha, ẩm vừa được rồi. Mấy bạn muốn chắc ăn, mấy bạn có thể cấp ẩm một ít, ví dụ độ ẩm lên tầm 70-80 vẫn ok, nhưng mà độ ẩm 60 vẫn ok với được nó. Và nhiệt độ không khí của Việt Nam mình thường là rơi vào 60 là vẫn ok với được nó ha, không cần phải lo vấn đề ẩm quá nhiều ở Việt Nam mình. Quá hay đó. Một cái giải thích cặn kẽ như vậy sẽ giúp chúng ta an lòng rất là nhiều luôn. Thì sẵn nói vụ này mình cũng chia sẻ, giống như bên Igu cũng vậy các bạn. Thì lúc đầu mọi người á, là coi cũng bên ông Mỹ, cũng xứ người ta xứ ông đới, người ta nuôi gu trong cái hồ cá, hồ kính á. Thì
Thì cái mục đích là tại vì bên đó nó lạnh quá, thì cái hộ kính nó mới giữ cái nhiệt, nó nóng, coi igu thì nó cần nóng đó, cho nên là nuôi hộ kính để giữ cái nhiệt. Về thì ban thời gian ban đầu thì chúng ta cứ ngộ nhận là nuôi coi igu như vậy là tốt nhất, nhưng mà Việt Nam nó quá nóng đi, mà còn đưa vô cái hồ kiến nữa thì nó lại cực kỳ nóng, thì con igu nó bắt đầu nó khô da rồi nó bị ghẻ bị đồ lên đó. Cho nên là cái cốt lõi của vấn đề đó, chúng ta nên hiểu cặn kẽ vấn đề và chúng ta tùy vô cái môi trường mà chúng ta biến chuyển, chứ không phải là cứ gọi là sao chép rập khuôn là sẽ có vấn đề ngay đó. Nó là vậy rồi. Còn cái gì nữa ta, còn cái gì mà hiểu lầm mà làm cho anh em gọi là hoang mang ám ảnh đó, ám ảnh rồi. Còn một cái này, nói chung cái này cũng không phải là kiểu này coi như là cũng không hẳn là ngộ nhận, nhưng mà để cho mấy bạn tăng thêm cái kiến thức nâng cao lên tí, đó là vấn đề tăng to, tăng nhỏ, đàn nhỏ. Ừ. Mình vẫn đồng ý là đàn nhỏ thì nên nuôi tăng nhỏ, đàn to thì có thể, tức là tăng to thì nên nuôi đàn to, nhưng mà không phải tăng to là không nuôi được đàn nhỏ. Ừ. Mấy bạn mình lấy một cái ví dụ như thế này, cái chung cư với cả nhà thi đấu cái nào cũng to hết, nhưng mà cái chung cư một hộ gia đình nhỏ ở được, cái nhà thi đấu một hộ gia đình nhỏ ở không phù hợp. Ừ. Bởi vì cái thiết kế cái cấu tạo bên trong nó khác, đúng, nó phục vụ cho cái chức năng khác. Ừ. Giờ ví dụ như cái tăng mình to đùng đi, nhưng mà mình thiết kế những cái khoang phòng nhỏ hoặc là gì đó nó gọn thì nó giống như cái tăng nhỏ thôi. Ừ. Đó. Bây giờ mấy bạn ví dụ một đàn kiến ngoài, mấy bạn ngoài tự nhiên nha, mình tưởng tượng như là cái tăng mình là một cái khối, thì ngoài tự nhiên vẫn có một cái khúc cây bằng kia, thì con queen nó vô đó nó ở trong cái khúc cây đó giống như một cái tăng bự chứ gì nữa. Ừ. Mà nó vẫn phát triển từ một con queen lên được bình thường, thì chẳng khác nào mà một cái đàn nhỏ đàn mới ở trong cái tăng to. Ừ. Nó vẫn, tức là không phải là đừng có ngộ nhận cái kích thước với cái thiết kế. Ừ. Đó. Anh kích thước bự nhưng mà anh thiết kế phù hợp thì nó vẫn ok. Thì có những cái khoang nhỏ nhỏ dạ, trong đó cho nó. À. Nhiều người thấy cái tăng bự nó không được, bự là bạn đang nói về kích thước thôi. Ừ. Còn cái thiết kế thì nó ở trong như thế nào nữa. Ừ. Mình đồng ý ngày xưa mình cũng có những cái lỗi đó, làm những tăng to tăng bự, ăn cái tăng để nuôi đàn nhỏ, là lúc đó mình có những kinh nghiệm chưa tới rồi các kiểu, cũng từng có nói chung là cũng thương mại những tăng nó không phù hợp, nhưng mà từ từ cũng dần dần rút ra để cải thiện mình hơn. Ừ. Thì sẵn đây mình xoay lại cái vấn đề, mấy bạn đừng có ngộ nhận, đừng có sợ đàn nhỏ vẫn nuôi được tăng to, miễn mình nắm được. Ừ. Nè. Rồi xin lỗi. Ok. Alo. Rất là hay. Một miếng máy, một máy. Rất là nhiều cái điều mà nói chung là bạn Nhật vừa giúp cho chúng ta hiểu rõ cặn kẽ một vấn đề. Thì khi chúng ta hiểu rõ cặn kẽ một vấn đề nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, mà chúng ta cứ hiểu nó mập mờ. Cái phải đó, cứ hiểu là cứ không thấy không? Cái nguy hiểm nhất là gì bạn biết không? Tưởng mình biết nhưng mà thật ra mình chẳng biết gì cả. Rồi cứ nghĩ là mình biết á, nhưng mà mình biết không tới, biết không đủ, đâm ra là mình biết không tới, biết không đủ thì mình không có đủ dữ kiện để mà mình hành động đúng được. Mình hành động sai là sẽ trả bằng hậu quả liền. Thì những con kiến nó cũng khá là nhạy cảm. À, chúng ta để cho nó bị stress một cái là sẽ rất là mất thời gian để dưỡng nó lại. À, và nó sẽ có những cái nguy hiểm khác nữa ha. Ok. Xin lỗi anh nhà tay mấy này hàng gấp. Không chào em, hàng nhiều cứ làm việc thôi, phải làm thôi. Thật sự mình cứ liên hệ giữa tự nhiên, giữa thực tế là dễ hiểu nhất. Ừ. Thì giờ nhiều lúc nói đàn kiến nhỏ không ở tăng to được, chứ em giờ đi ra ngoài tự nhiên thấy trời ơi, khúc cây bằng kia nó ở trong đó được, như cái tăng chứ có mẹ gì đâu. Ừ. Đúng rồi. Thì quan trọng là cái thiết kế bên trong, từng cái khoang nhỏ. Giống như nãy em có hướng dẫn là ví dụ như đàn nhỏ thì mình bịt lại bớt mấy cái lỗ, mình cho đừng có cho đi lan quá, nó ở trong cái khoang nhỏ thôi. Rồi tại vì cái vấn đề là gì các bạn, vấn đề là cái đàn nó sẽ phát triển, và khi nó lớn các bạn sang qua một cái tổ lớn thì nó lại tốn cái thời gian để nó thích nghi. Và giống như mình cũng vừa chia sẻ là cũng không phải dễ mà cho nó qua một cách tự nguyện. À, cho nên là chúng ta cho nó ở luôn từ ban đầu thì nó sẽ ok hơn ha. Đàn kiến mà ví dụ từ một cái con kiến chúa mà anh dưỡng nó trong môi trường nuôi nhốt tự nhiên từ nhỏ lên, nó sẽ dễ thích nghi, nó dễ chịu hơn là đàn kiến bắt về nuôi. Cái này hết sức bình thường, thì giống như một con thú khác mình nuôi từ trứng từ nhỏ lên, nó dễ chịu lắm, dễ thích nghi lắm. Ok. Thôi anh em mình đứng lại một cái đi, tại vì em bữa anh được tặng một cái tăng kiến bằng gỗ. Thì anh tính qua đây là anh nhờ em tuyển giùm anh một cái đàn nào đó cho nó phù hợp với nó.
Bây giờ mình đứng mình lựa cho nó sung sung đi. Em có nè, chia anh một ổ chứ. Anh về anh nuôi, mấy bạn cũng tư vấn anh Nam ơi nuôi họ Cambod hả? Cambod ok. À, Cambodotus thì à. Bởi vì á, như nãy em cũng nói tăng gỗ, thật ra thì ở Việt Nam mình chưa có trải nghiệm nhiều. Bản thân em cũng chỉ có trải nghiệm tăng gỗ một lần thôi. Thì kinh nghiệm cũng không nhiều. Mà mình thì gỗ thì nó gặp ẩm thì mình biết là ẩm mốc rồi đó. Về kiến nó lại đục hay nữa. Mà gỗ thì nó mình không biết gỗ nó làm sao, lỡ mà nó mềm hơn mấy kia kiến đục được. Nên thành ra là anh em hay tư vấn là chơi Cambodotus là nhiều ha. Thì Cambodotus trên đây em đang có là Nicobarensis nè ha. Cambodotus Nicobarensis. Ok các bạn, vừa rồi Nhật đã chia sẻ với chúng ta cái những cái bước cơ bản để mà chúng ta có thể bắt đầu với lại một cái tăng kiến từ những con queen. Từ một con queen đơn lẻ thôi, nó sẽ đẻ cái ấu, rồi từ ấu nó sẽ hình thành nên những cái thành viên khác trong đàn ha. Đó là những cái bước cơ bản cũng như là chia sẻ về những cái ngộ nhận của những anh em newbie khi bước vô nghề về những cái kiến thức cơ bản. Thì rất là thú vị luôn, mình rất là thích luôn. Thì hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi có thể giúp cho các anh em newbie có thể hiểu thêm về cái bộ môn nuôi kiến này. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Đón chờ clip vào ngày mai của mình thì mình sẽ nhờ Nhật tuyển cho mình một đàn kiến nào đó để phù hợp với lại cái món quà bữa của bạn Minh tặng cho mình, một cái tăng kiến bằng gỗ ha. Bye bye mọi người. See you.